Buổi sáng đường ở điểm cách cột cờ Lũng Cú 7 km, Cao nguyên đá Hà Giang. chúng tôi đường ở cao nguyên đá Hà Giang. Cao nguyên đá Đồng Văn cách cột cờ Lũng Cú 14 km. Đây là cao nguyên đá Hồng, cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Buổi sáng rất đẹp, mây mây che đỉnh núi. Ai gọi vậy? Hello, xin chào cả nhà nhé. Đấy. Bà đang ở Đồng Văn, Hà Giang, cách cột cờ Lũng Cú 14 km. Bây giờ tất cả nhà mình đứng ở đây này, đứng ở đây để lấy cái, đứng ở đây để nhìn cái dãy núi. Đây này, đứng ở trên mép đường kia, trên mép đường là đứng ở. Ông trời cứ quay cả là. Xin chào cả nhà, đây là thành viên nhiều tuổi nhất và đây là thành viên ít tuổi nhất của đoàn nhé. Bạn Beo là trưởng đoàn. Bạn Beo là trưởng đoàn nhé, bạn Beo là nhiều tuổi nhất và bà Thanh là ít tuổi nhất nhé. Bạn Beo đã tỉnh chưa bạn Beo? Tỉnh rồi. Chào buổi sáng vui vẻ nhé. Nào được rồi, đứng đi, nhanh lên, còn lên xe đi, ông lên xe. Cho cái chó này. Cái chó gì bây giờ? Cái chó là không cái chó. Anh lấy view đi. Đúng là ở đường. Anh quên ngắm rồi. Đứng ở đây đi. Đấy, đứng luôn đấy. Đứng đây, tránh đi, bà cứ thời gian. Đó là mọi người.